nay còn nói bữa cổ to thế này, vỡ ra rồi chứ gì. Dăm ba cái con mèo hen tiếc cái gì, bố mẹ, người thân mới là quan trọng nhất. Em cũng vui vẻ dạ thưa. Dạ, bố chửi là con thông rồi, bố mẹ mới là số 1, không gì bằng bố mẹ khỏe mạnh vui vẻ. Con thương bố mẹ dạo này lao lực, tiện nhà có con cá chép rồng với con gà chọi, con xử luôn tẩm bổ cho bố, mong bố luôn dồi dào sức khỏe, là trụ cột cho gia đình. Nghe em nói đến đâu bố em nhũng đến đấy, miếng gà đang trên đũa cứ thế rơi ngay xuống mâm. Bố em lẩm bẩm, mày nói cái gì? Con chép rồng với con gà chọi là sao? Vừa nói bố em vừa cập rập chạy ra sân ra bể ngó, rồi thất thần quay lại nhà ngồi tần ngần trước bát canh với đĩa thịt gà. Ngồi một lúc thì rú lên, thiên sư mày, nuôi cho mày lớn cho mày học hành, mày thừa khôn mà về phá nhà phá cửa, nay tao không cho mày ăn đòn, tao không phải là bố mày. Kệ bố gào rú, em đủng đỉnh khoe còn đôi chim với ba chậu lan em vừa đem đi cầm, bố mà xử em thì chúng nó toi đời. Nghe đến còn cặp chim quý với mấy chậu lan, bố mẹ dịu hẳn, bắt em đi mang về ngay trả bố, không bố đuổi khỏi nhà. Em nói luôn, thế bố đón con Bông về, rồi con trả bố. Ban đầu bố em còn hất đổ bàn nước, nói em mất dạy, dám ra điều kiện với ông. Nhưng một tiếng sau, căng không nổi, nên tẻn tò ôm con Bông về vất vả trả em. Tiền trao cháo múc, nhìn con Bông ướt sũng như bị dúng nước, rung lẩy bẩy bật móng mẹm xót xa vô cùng. Em liên tục ôm Bông vào lòng xin lỗi. Bố em giận đuổi em khỏi nhà ngay trong hôm đấy. Bình thường như thế là em sợ lắm, nay em lại thấy vui. Đi khỏi nhà thấy nhẹ cả lòng, cứu được Bông là em vui rồi. Còn bố em nghĩ vẫn thương em lắm, chửi đuổi thế thôi, có bố nào bỏ được con đâu. Vài ngày nữa là hết giận liền. Bố chửi em hai mấy năm qua quen rồi, chắc để tan con gà với con cá xong là lại mở cổng đón con về thôi.